Xin chào các thầy cô. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô phần là chúng ta có thể tạo bài thi trắc nghiệm online cho các con một cách hiệu quả và cực khách quan. Bằng cách các thầy cô có thể vào Google và tra với từ khóa là Google Form. Đây ạ. Thì các thầy cô bấm vào đó thì sẽ lên cái phần là Google biểu mẫu. Và sau đó các thầy cô truy cập vào Google biểu mẫu. Thì lên cái dấu cộng này, vì ở đây thì tôi hướng dẫn là ở đây tôi đã đăng nhập cái tài khoản của tôi rồi ạ. Các thầy cô thì ai cũng có những cái Gmail riêng của bản thân mình rồi, thì hệ thống sẽ bấm dấu cộng, hoặc cách khác chúng ta có thể khi mình vào Google rồi ấy, thì mình có tài khoản của mình rồi thì mình bấm vào những cái dấu chấm ở góc phía trên bên phải ạ, sau đó chúng ta trượt xuống phía dưới có phần biểu mẫu đấy ạ. Sau đó các thầy cô cũng bấm vào dấu cộng. Thì ở đây sẽ hiện ra cái bảng này chúng ta tạo ra một bài thi. Đây là cái phần mô tả này chúng ta sẽ nêu ra nhé. Ví dụ ở đây sẽ là kiểm tra học kỳ 2 toán 7. Thì chúng ta sẽ mô tả một chút để nhắc nhở các con là khi con làm bài xong thì bấm gửi, hệ thống sẽ chấm và cho con biết điểm, điểm số thang là 100, 100 quy đổi sang điểm 10, sang 10. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần mô tả nữa. Thì ở đây ý, tại sao tôi không chọn trắc nghiệm? Bởi vì chúng ta thực hiện chúng ta sẽ thấy ngay tôi sẽ chọn trả lời ngắn, bởi vì ở đây chúng ta sẽ có cái phần là yêu cầu các con trả lời là họ và tên. Thì các con sẽ trả lời dưới đây ạ, và phần này là phần bắt buộc. Chúng ta sẽ bấm dấu cộng tiếp theo lên là thêm câu hỏi và các con sẽ phải trả lời tiếp vào lớp, và chúng ta sẽ chọn là trả lời ngắn nhé. Rồi ạ, thì các con sẽ trả lời ở lớp của mình là lớp gì, sau chúng ta chọn bắt buộc. Đây là cái phần đầu đầu đề để các con chuẩn bị và khai báo các thông tin khi làm bài thi. Chúng ta sẽ tách sang một phần khác nữa là phần thêm phần. Đây chính là phần để các con làm bài thi, là phần thứ hai. Đấy. Tiêu đề ở đây chúng ta sẽ đặt là kiểm tra trắc nghiệm. Xong rồi thì bây giờ chúng ta muốn đặt ra những câu hỏi thì chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng. Dấu cộng sẽ thêm câu hỏi. Thêm câu hỏi thì chúng ta sẽ chọn trắc nghiệm. Ở đây tôi đã tạo ra file sẵn, chúng ta sẽ bấm vào câu hỏi, chúng ta bấm vào ảnh. Sau đó chúng ta bấm vào duyệt. Và cái thư mục mà chúng ta để ảnh, đây là câu hỏi của câu số 1. Đã, lên câu số 1 là nếu tam giác ABC vuông tại A thì các thầy cô sẽ một số các thầy cô sẽ thắc mắc là sao thầy không cho luôn cả đáp án ABCD vào. Bởi vì ở đây tôi sẽ đưa ra một bài tập đảm bảo tính khách quan thì không nêu có đáp án ở đây ạ. Để tí nữa hệ thống sẽ tự đảo ra những câu hỏi trắc nghiệm, nếu chúng ta cho ảnh ABC vào đây thì hệ thống sẽ không đảo được ạ. Cho nên chúng ta sẽ cho các đáp án ABCD ở phía dưới để hệ thống tự động đảo các đáp án cũng như các câu hỏi. Thì các bài thi sẽ khác nhau, mỗi một học sinh sẽ có một mã thi khác nhau. Đây là tùy chọn thứ nhất này, chúng ta có 4 đáp án, chúng ta bấm 4 tùy chọn là các thầy cô có bấm liên tiếp vào. Đấy. Tiếp theo chúng ta muốn có câu hỏi nữa thì chẳng hạn thì chúng ta lại bấm tiếp một câu hỏi nữa. À, chúng ta cũng bấm thêm các tùy chọn đi. Tiện mình cứ bấm chuột mình làm trước ý. À, thì các cái thao tác chúng ta làm thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm thì nó sẽ làm rất là nhanh. Với câu hỏi thứ nhất đã có và bây giờ tùy chọn thứ nhất đáp án là gì? Thì tôi sẽ có đây là ảnh là câu 1A. Thì tới đây thì các thầy cô bảo thế nên làm như nào mà thầy tạo ra những cái file ảnh đó? Thì ở đây tôi sử dụng cái phần mềm là Snipping Tool để mã hóa ảnh chụp nhanh.
Đây ạ, hình cái kéo đấy. Thì muốn làm như thế thì tôi sẽ làm nào? Đây là cái chế độ nhé. Chúng ta có thể chụp vuông này, chúng ta có thể vọc vào đây là chụp toàn màn hình này. Đây là cái chế độ là chụp theo cái đường ngoằn ngoèo, chúng ta vẽ như nào cho nó chụp như vậy. Tôi sẽ chọn phương án này để chụp hình vuông. Ví dụ ở đây tôi muốn chụp một cái ảnh của một cái. Hiện tại là tôi phải mở lên trước ạ. Mở Word lên trước nhé. Sau đó bật cái phần mềm ấy lên. Sau đó chúng ta bấm vào New. Thì ở đây là tôi sẽ chọn cái câu số 5. Thì câu 1, 2, 3, 4 lúc trước tôi làm rồi ạ. Đấy, sau đó chúng ta sẽ bấm vào File, chọn Save As. Và chúng ta sẽ chọn là câu 5. Ảnh đuôi đấy. À, đã có rồi. Ví dụ thế. Thì bây giờ tôi sẽ đi, tôi sẽ làm cái câu số 6 đi. Chúng ta bấm giữ chuột nhé. Và chúng ta sẽ lưu vào file. Lưu câu 6 chẳng hạn. Còn đáp án á, chúng ta sẽ đến tiếp quét phần A này. Đáp án A này. Câu 6A chẳng hạn. Chúng ta tự đặt tên cái quy ước của mình thì mình làm nó nhanh. Đó là B này. File chọn Saver này. Chúng ta bấm vào New tiếp này. Bấm vào C. Bấm giữ chuột. Chọn File, Save vào câu 6C. Ta bấm vào New. Sau đó chúng ta sẽ quét phần D lên ạ. Cứ mới thì lại New, họ lại lưu vào. Câu 6D. Đấy. Thì đây là cái phần mềm mà chúng ta có dễ dàng có thể tải được thôi ạ. Thì các thầy cô sẽ vào cái phần cửa sổ này, sau đó là các thầy cô sẽ chọn sang Microsoft Store. Thì các thầy cô sẽ ở đây sẽ hiển thị cho ra cái từ khóa, chúng ta sẽ bấm là Snipping Tool. Thì hệ thống sẽ tìm trong ta. Đây ạ, đây là hình cái kéo, bấm vào đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào, ở đây nó sẽ báo là dòng Install. Nhưng ở đây tôi cài rồi cho nên là không lên cái chữ đấy nữa. Đấy, các thầy cô sẽ bấm vào nó nhé. Và thực hiện xong đó là thì hệ thống nó sẽ tự chạy về và cài đặt cho mình. Và lên biểu tượng đấy. Như vậy cái phần là mã hóa ảnh để tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm này tôi đã vừa hướng dẫn các thầy cô xong và chúng ta sẽ nhập các đáp án tiếp nhé. Đáp án B, câu 1B. Tùy chọn 3 câu 1C. Đấy, các thầy cô có thể kéo thả ở đấy cũng được. Đấy, thao tác kéo thả như nào, ví dụ tôi sẽ đến với câu 1D chẳng hạn nhé. Đấy, tôi mở cái file này lên. 1D đây. 1D đây. Đặt vào thì hệ thống cũng nhận ạ. Tiếp theo đến với câu số 2, câu hỏi tiếp theo này ạ. Câu 2 nhé. Chúng ta sẽ bấm vào ảnh, chọn duyệt và đến với câu số 2, câu 2 đề bài. Chúng ta đừng quét luôn đáp án vào bởi vì lý do đáp án A, B, C, D thì hệ thống sẽ không đảo được câu hỏi trắc nghiệm đâu. Tùy chọn câu 2A. Chúng ta ngồi ta bấm ạ. Hệ thống sẽ loát các đáp án lên cho chúng ta. Câu 2B. Câu 2C. Là câu 2D. Ở đây tôi làm mẫu hai câu, còn nếu có thầy cô muốn thêm các câu nữa chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng nhé. Đấy, hệ thống sẽ ra và làm tương tự như vậy.
Việc tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cài đặt các đáp án đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây và phải yêu cầu bắt buộc để các con phải làm các câu nào, câu nào cũng phải làm. Nếu không làm hệ thống sẽ bằng không cho gửi bài và báo là có câu chưa làm nên phải chọn nốt. Như vậy bắt buộc các con phải làm. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt để đáp chọn đáp án đúng và bao nhiêu điểm một câu. Thì chúng ta lưu ý ở đây là các cái điểm của nó thì là phải là những cái số nguyên dương nhé. Chúng ta sẽ trượt lên phía trên, sau đó chúng ta sẽ bấm vào cài đặt hình đánh răng ạ. Cài đặt chung thu thập email chúng ta không cần thiết cái này. Bản trình bày hiển thị thanh tiến độ, bấm vào để các con nhìn thấy cái tốc độ làm bài của mình đến đâu. Và phần bài kiểm tra thì chúng ta phải đặt làm bài kiểm tra. Ngay sau mỗi lần nộp bài các thầy cô cái phần trình bày này, cài đặt chung này, giới hạn ở một lần trả lời các thầy cô nếu tích vào đây này thì học sinh chỉ được trả lời một lần và trả lời sai không được trả lời lại. Thì tôi thường là bỏ qua cái này bởi vì các con nó có thể sửa lại, tạo điều kiện. Có các bài kiểm tra nghiêm ngặt thì bút sa gà chết thì tùy các thầy cô cài đặt vào lệnh đó và sau đó chúng ta sẽ bấm vào lưu. Như vậy chúng ta đã đặt xong bài kiểm tra, còn vấn đề điểm và đáp án ạ. Điểm và đáp án thì khi chúng ta cài đặt xong rồi thì chúng ta bấm vào câu số 1 đi. Đấy, thì bây giờ mình hiện ở dưới với hiện đáp án, chúng ta bấm vào đáp án và chúng ta sẽ chọn câu 1 này 5 điểm chẳng hạn. Nếu tam giác ABC vuông tại A thì góc B cộng góc C sẽ bằng 90. Và chúng ta bấm vào xong. Tiếp theo đến với câu số 2. Chúng ta bấm vào đó, chọn đáp án. Nếu tam giác ABC có AB bằng AC thì tam giác này cân. Đáp án A. Và chúng ta sẽ chọn điểm là 5 điểm. Chúng ta cứ quy ước sang 100 điểm nhé. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đổi về điểm 10 và chúng ta bấm vào xong. Như vậy phần bài thi trắc nghiệm đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình gửi để học trò làm bài. Thì gửi qua email cũng được, hoặc có thể gửi cái đường link qua Zalo. Thì ở đây cái đường link khá là dài, chúng ta có thể bấm để thu ngắn lại và chúng ta sẽ bấm vào sao chép. Sau đó các thầy cô sẽ gửi cái phần này lên trên Facebook cho các con làm bài cũng được. Đấy. Hoặc là Zalo. Tôi sẽ mượn một địa chỉ của một người đây, tôi sẽ gửi. Đây là bài kiểm tra. Và ví dụ đây là một học sinh sẽ bấm vào đường link đó và sẽ phải trả lời các câu hỏi đây. Như cái phần hướng dẫn của chúng ta thang điểm 100 quy đổi sang 10 thì họ có tên là bạn Phạm Nguyễn Sơn Tùng chẳng hạn. Học ở lớp 7A. Đây là cái phần giới thiệu xong rồi. Đấy nên tại sao chúng ta chia làm hai phần là như vậy. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào tiếp. Các con sẽ làm bài vào phần tiếp. Nhớ tam giác ABC vuông tại A. Đấy, thì góc B cộng góc C bằng 90 độ. Thì bấm vào tùy chọn bài. Tiếp theo là tam giác ABC có AB bằng AC, vậy tam giác này là tam giác cân. Tôi cố tình chọn một đáp án sai nhé, là tam giác đều, thì hệ thống có chấm được như vậy không. Sau đó ở đây có hai câu thì các con sẽ gửi bài. Gửi bài thì các con sẽ có thể xem được cái số điểm của mình. Đây, 5 trên 10. Và chúng ta là những người thầy, người cô, chúng ta cũng sẽ nhìn được bài của học trò luôn. Đây, tôi sang thẻ của chúng ta đấy ạ. Chúng ta sẽ bấm vào phần câu trả lời để đã báo sáng có một bạn làm bài. Và phần thống kê chúng ta có thể đọc vào đó. Sau đó chúng ta sẽ sang phần câu hỏi. Câu hỏi và phần cá nhân. Phần cá nhân ở đây thì hệ thống sẽ báo ngay là bạn Phạm Nguyễn Xuân Tùng đã làm. Và điểm là 5 trên 10. Tiếp theo là các thầy cô có thể có nhiều học sinh khác, chúng ta cứ bấm vào cái này nhé. Đấy, cái mũi tên sẽ ra nhiều học sinh. Học sinh nào và chúng ta có thể bấm vào lệnh in thì hệ thống sẽ xuất cho chúng ta bài thi của em đó. Chúng ta sẽ lưu lại. Đây ạ, bài thi của em ở đây, em chọn làm đáp án sai đây. Còn đáp án trên này là đúng. Điểm. Sau đó chúng ta bấm vào in là xong. Chúc các thầy cô sẽ thành công và có những cái bài kiểm tra hiệu quả gửi đến cho học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô trong các video tiếp theo.